Kính chào quý khán giả luôn theo dõi và đồng hành cùng chương mục Vòng tay nhân ái. Vòng tay nhân ái, nhịp cầu kết nối những yêu thương của Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin về sự giúp đỡ của khán giả Vòng tay nhân ái đối với hoàn cảnh mẹ con chị Trần Thị Thùy Ly ở thôn 11, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm sau khi phát sóng ngày 2 tháng 7 cùng sự sẻ chia ấm áp của quý vị tiếp tục gửi tới chương trình sẽ là những nghĩa cử ấm áp. Vòng tay nhân ái hôm nay gửi tới quý vị và các bạn. Cùng với đó là phận đời của người mẹ nghèo đang chật vật xoay sở một mình để có thể dành dật sự sống cho con hơn lúc nào hết, cần được sự tiếp sức từ cộng đồng. Quý vị và các bạn thân mến, một em nhỏ mang trong mình căn bệnh tiểu đường. Một người mẹ sau nỗi đau mất chồng vì một cơn bạo bệnh đang phải gồng mình xoay sở để lo nỗi mưu sinh cho hai mẹ con, lo tiền chữa bệnh cho con. Một căn bệnh trầm kha và vô cùng nguy hiểm đối với một đứa trẻ. Đó là hoàn cảnh của mẹ con chị Ca Nếp ở thôn Rionse, thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà. Hơn 3 năm nay, chưa có một đêm nào người mẹ nghèo này có một giấc ngủ bình thường. Chỉ cần sơ sẩy một chút là con trai chị, cậu bé Kasuyon, có thể ngất lịm bất cứ lúc nào. Căn bệnh tiểu đường phụ thuộc insulin đã không ít lần làm cho căn nhà trống vắng người cha, người chồng lại khốn khổ hốt hoảng trong đêm mỗi lần cậu bé Kasuyon phải đi cấp cứu. Đêm xuống là thế, rồi khi ngày mới bắt đầu, cũng chưa khi nào mẹ con chị có một ngày bình yên. Tất cả đều phụ thuộc vào Kasuyon. Khi nào con đỡ hơn một chút, mẹ mới gửi người canh chừng con để quán quàng đi làm. Làm thuê, cuốc mướn, bất cứ việc gì có thể. Chỉ mong đủ tiền mỗi tháng lên thành phố Hồ Chí Minh mua thuốc cho con. Cứ thế ngày 2 lần, mẹ tự làm bác sĩ cho con. Mà tiền thuốc gấp mấy lần tiền ăn, công việc thì không thể đi làm đều. Thế nên cơm từ thiện của bệnh viện là những bữa cơm giúp mẹ con qua cơn đói mỗi lần tái khám. Khổ nhất là tiền quê với tiền xe đi tới bệnh viện thì tiền xe là mất được 400, còn tiền quê là 1 triệu, còn tiền xét nghiệm máu nữa là 100, cơm ăn thì xin từ thiện. Thưa quý vị và các bạn, những củ khoai lang và củ cà rốt được đi mót lại ở các vườn như thế này thì hiện đang là cứu cánh cho những cái bữa ăn hàng ngày của chị Ca Nếp. Cuộc sống quá khó khăn như vậy đang ngày một bế tắc cùng quẫn chính bởi vì bệnh tật của bé Kasuyon. Chiếc thẻ bảo hiểm y tế hộ nghèo đỡ đần mẹ con chị nhiều chi phí, nhưng thuốc tiêm hàng ngày thì tiền triệu mỗi tháng. Nên cũng giống như bây giờ, người mẹ nghèo phải xin giảm liều cho con. Dù biết nó nguy hiểm thế nào, nhưng chị cũng chẳng còn cách nào khác. Người mẹ mất chồng từ khi con còn trong bụng, một mình bụng mang già chữa chật vật xoay sở để kiếm miếng cơm manh áo để sinh con, nuôi con, rồi lại chữa bệnh cho con. Cái hoàn cảnh cuộc sống của cô Ca Nếp thì nói chung là khó khăn mà vất vả là nhất cái làng này đấy. Công việc thì nó cũng thất thường. Làm ở gần thì có khi thường đang làm lại chạy về, nhưng mà làm ở xa khi làm nửa buổi đi gia đình điện lại phải về. Cho nên là làm thuê thì cũng được ít. Xin chị, xin em, anh em làng xóm thì cũng gọi là cũng thương tình, là cũng cho nhiều ít là cũng hết lượt rồi. Mỗi tháng đi viện, cấp cứu, nghỉ học đến nửa thời gian, nhưng Kasuyon rất siêng học. Không ai nghĩ cậu bé này có thể biết đọc, biết viết, vì ở viện nhiều hơn ở trường. Nhưng tấm giấy khen đã nói lên một điều đặc biệt. Đặc biệt với sự nỗ lực vượt bậc của một em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo. Vì thế chị Ca Nếp càng thương con. Đến hẹn lại lên, rồi ngôi nhà được xây nên bởi những tấm lòng nhân ái. Mẹ con chị Ca Nếp lại lên đường để chiến đấu với bệnh tật. Và chuỗi ngày dành dật sự sống cho con của chị còn lắm gập ghềnh. Cứu lấy con là lẽ sống duy nhất trong tâm trí người mẹ nghèo. Kasuyon, thương mẹ, hãy ráng rỏi lên con. Không một điểm tựa,
Không một niềm tin phía trước, nhưng chị Trần Thị Thùy Ly, người phụ nữ mang trong mình căn bệnh bướu độc, thân hình gầy guộc chỉ nặng hơn 30kg, vẫn vật dậy chút sức lực còm cõi sau sự ra đi đầy đau thương, mất mát của chồng. Để nhất quyết, ba đứa con của chị không bị chia lìa, bơ vơ, đã nhận được sự chia sẻ và đùm bọc của những tấm lòng luôn đồng hành cùng vòng tay nhân ái. Gia cảnh éo le bế tắc của chị Trần Thị Thùy Ly, người mang bệnh bướu độc và ba đứa con thơ sau vụ tai nạn đã mãi mãi cướp đi người chồng, người cha trụ cột của gia đình ở thôn 11, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm, đã nhận được nhiều sự thương cảm, đùm bọc của khán giả vòng tay nhân ái. Số tiền ủng hộ tính đến ngày 1 tháng 7, 2019 là 5,5 triệu, đã được những người thực hiện chương trình vòng tay nhân ái trực tiếp trao đến mẹ con chị Trần Thị Thùy Ly. Mọi sự đùm bọc tiếp theo cho gia cảnh đầy nước mắt với câu chuyện thương tâm và hiện thực khốn khổ hiện nay của bốn mẹ con chị Ly sẽ được tiếp tục nhận và chuyển đến giúp đỡ bốn mẹ con chị Ly. Quý vị và các bạn thân mến, trong tuần qua, chuyên mục vòng tay nhân ái và hộp thư bạn nghe đài tiếp tục kết nối và nhận được sự đồng hành của những tấm lòng thiện nguyện. Vòng tay nhân ái xin thông báo về những nghĩa cử của quý vị đã kết nối với chương trình từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 8 tháng 7 năm 2019. Anh chị Phong Mai, 18 trên 3 Hoàng Diệu, phường 5 Đà Lạt ủng hộ 600.000 đồng. Phật tử Chùa Thừa Thuyền, phường 2 Đà Lạt ủng hộ 1.500.000 đồng. Gia đình hai cháu Phúc An Bảo An, 11B Hoàng Diệu, phường 5 Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình hai cháu Lục Bạch Duệ và Lục Bạch Hào ở Bắc Kinh ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình anh Sửu, 77 trên 40 Phan Bội Châu, Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình Sero Kim Quyên ở Italy ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình cháu Kim Ngân ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Hai cháu Harry Louis ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Gia đình cháu Minh Nhật ở Mỹ ủng hộ 100.000 đồng. Chị gái Hàng Cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Thanh Hàng Cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Thủy bán chả cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Vân Hàng Cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Bé Tài Hàng Sau chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Hai cháu Nguyễn Đình Gia Quân và Nguyễn Phúc Bảo Trân, 380 Nguyễn Tử Lực, phường 8, Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Hai cháu Hồ Vũ Bảo Nghi và Hồ Vũ Khôi Nguyên, 51 trên 5 Phan Đình Phùng, Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, Hàng Rau, chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Kim Anh bán cà phê, chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Hai cháu Ngân Liên Quang Sang và bé Ngân Giang, Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cháu Trần Bảo Quyền, 51 trên 5 Phan Đình Phùng, Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Cháu Trần Nhật Khánh Nhi, 51 trên 5 Phan Đình Phùng, Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Ánh Hàng Cá chợ Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Anh Đào, 256 Đa Thiện, phường 8, Đà Lạt ủng hộ 300.000 đồng. Chị Nguyễn Thị Loan, 51 trên 5 Phan Đình Phùng, Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Chị Trương Thị Tuyến, nhà nghỉ Bảo Khang, 79 Bùi Thị Xuân, phường 2, Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Chị Võ Thị Mộng Thúy, 21 trên 19 Trần Phú, phường 3, Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Chị Niệm Khuê, 52 Đào Duy Từ, phường 4, Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Bà ngoại phường 9 Đà Lạt ủng hộ 300.000 đồng. Gia đình bác Võ Hương, 51 Phạm Hồng Thái, phường 10 Đà Lạt ủng hộ 200.000 đồng. Phật tử Tịnh Độ Chùa Linh Sơn, phường 2 Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Chị Dương Thị Hồng Tâm, 14 Cổ Loa, phường 2 Đà Lạt ủng hộ 100.000 đồng. Anh Nguyễn Hữu Dư, nhà máy Hữu Dư, 32 Hàng Thuyên, phường 5 Đà Lạt ủng hộ 500.000 đồng. Gia đình anh Toàn, 20A Phù Đổng Thiên Vương, phường 8 Đà Lạt ủng hộ 300.000 đồng. Chị Vũ Thị Hương, 12 Đa Minh, phường 5 Đà Lạt ủng hộ cháu Thân Thị Thanh Thủy ở thị trấn Đờ Răng, huyện Đơn Dương, 500.000 đồng. Anh Sơn, vật liệu xây dựng Hoàng Sơn, 119 Nguyễn Trung Trực, phường 4 Đà Lạt, ủng hộ 500.000 đồng. Chị Nguyễn Lê Đỗ Quyên, 28 trên 5 D, Lê Văn Tám, phường 10 Đà Lạt, ủng hộ cháu Thân Thị Thanh Thủy ở Đơn Dương, 500.000 đồng. Gia đình chị Đỗ Thị Là, 110 Vạn Hành, phường 8 Đà Lạt, ủng hộ 200.000 đồng. In Phô Tô Dũng, Dốc Đá, 122 Phù Đổng Thiên Vương, phường 8, Đà Lạt, ủng hộ 200.000 đồng. Chị Lưu Thị Giỏi, số 2 Cổ Loa, phường 2, Đà Lạt, ủng hộ 300.000 đồng. Chị Thúy Anh, nhà thuốc Nhân Hòa, chợ Đà Lạt, ủng hộ 500.000 đồng. Tiệm cơm Ngọc Châu, số 2 khu Hòa Bình, Đà Lạt, ủng hộ 500.000 đồng. Một gia đình ở thị trấn Lạc Dương, điện thoại 0979 779 797, ủng hộ 500.000 đồng. Em Trương Quang Hùng, cựu học sinh trường chuyên Thăng Long, Đà Lạt, ủng hộ 200.000 đồng.
Quý vị và các bạn thân mến, một miếng khi đói bằng một gói khi no. Mỗi tấm lòng, sự dành dùm để sẻ chia của quý vị để trao cơ hội và giúp đỡ thêm những phận đời trong cơn khó nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng với chuyên mục Vòng tay nhân ái. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục kỳ sau.